Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì xà lan Ngân chuẩn bị về tới ngay chỗ biên giới rồi. Tối hôm qua thì Ngân cũng đi như thường lệ á, đi tới tầm khoảng 11, 12 giờ là bắt đầu thả neo ngủ. Thả neo ngủ sáng mới đi tiếp. Tại vì hiện tại bây giờ mình cũng đang rất là gấp hàng về dưới này để mình đi chở hàng. Nhưng mà đi đêm rất là mệt luôn. Tại vì thường khi mình giao hàng trong cảng bữa giờ là Ngân ban ngày không mà ban đêm là Ngân ngủ. Rồi cái giao hàng xong á, cái mình đi đêm lại á, thì nó sẽ rất là buồn ngủ, như là 10 giờ thả neo đậu ngủ rồi. Đây, mặt trời bây giờ mới vừa lên luôn. Giờ là mới có khoảng 6 giờ sáng thôi à. Chị Nhung với bé Nhung bây giờ còn đang ngủ ở sao á. Chút xíu nữa về tới ngay chỗ biên giới này á, thì hai mẹ con sẽ đi lên bờ. Đi lên bờ trình đường bộ. Tại vì hôm bữa không có trình theo xà lan của Ngân mà là trình đường bộ. Tại vì bữa Ngân không biết là Ngân có về hay không, chưa có biết là lên chảnh giao hàng nhanh hay chậm á. Rồi cái không có dám cho chị Nhung trình theo xà lan, sợ lâu á không có về được. Trình đường bộ á, thì chị Nhung với bé Nhung á, sẽ về bất cứ lúc nào. Chút xíu nữa về tới lòng mất là bắt đầu hai mẹ con đùm túm đi lên trên bờ đâu mà qua cửa khẩu bên kia trình đường bộ luôn, chứ không đi theo xà lan. Chuyến này thì Ngân sẽ chở một cái loại hàng mới nữa. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của Ngân nha. Nguyên năm nay thì hai vợ chồng Ngân toàn là đi chợ những cái hàng lạ lạ không à. Chợ bữa hổm thì chuyến này thì Ngân chở hàng bao đúng không? Chuyến sau nữa thì Ngân sẽ chở một cái loại hàng siêu mới nữa. Nhưng mà bật mí nhẹ nhẹ chút xíu là Ngân sẽ đi ngược lên Campuchia nha. Ngân không có về Việt Nam mà Ngân sẽ đi ngược lên Campuchia, Ngân chở về. Hàng này thì hôm bữa giờ Ngân cũng có nói rất là nhiều luôn rồi. Nhưng mà bí mật một chút xíu thì Ngân sẽ bật mí sau ha. Giờ Ngân chuẩn bị về tới biên giới rồi. Ngay chỗ này ta bơm cát với lại hàng ở trên Campuchia về quá chừng luôn nè. Tối hôm qua mình cũng được ngủ một giấc rồi cho nên là sáng hôm nay cũng rất là tỉnh táo. Bơm cát ở trên Campuchia nè. Đó. Mùa nước lũ này thì nước chảy mạnh á, rồi người ta bơm cát nữa. Ở bên Cam bây giờ thì hiện tại là Ngân thấy sạt lở cũng nhiều lắm. Tại vì một phần là nước chảy mạnh, rồi một phần là bơm cát nữa. Đây, chắc phía bên này xà lan đậu quá chừng nè. Ngay cái nhà này có chiếc cát đậu nữa nè. Nước bây giờ ở trên đây thì nó sẽ rất là đục luôn. Nước bây giờ mà xịt rửa xà lan mà mình phải lau lại chứ mà không lau lại là nó bị đóng cặn á, nó bị đóng phù sa á. Đó, sáng ngày em Vinh với em Tiền rửa xà lan sớm. Tại vì khi mà xà lan mình lưu thông thì nó sẽ có hai cái ống nước máy ra hai bên á, gọi là ống nước làm mát máy. Thì hai em sẽ lấy hai cái ống, hai em sẽ lấy cái đường ống nước đó để mà xịt rửa xà lan luôn. Ngày hôm qua giao hàng xong á là rửa được cái nắp hầm. Rồi sáng á là rửa hai bên bon là xong rồi đó. Lúc nãy mới lên á thì Ngân hơi lạnh nha, Ngân lấy áo khoác của ông xã Ngân. Dạ hết lạnh rồi anh. Sáng Ngân mới lên á, Ngân lấy áo khoác của ông xã Ngân mặc luôn. Bây giờ hết lạnh rồi. Cha. Đùi trắng nõn nè. Còn đau lưng không? Ngày hôm qua ông bị đau lưng. Ông bị đau lưng á, phải đi mua thuốc uống. Bây giờ thì đỡ rồi. Mấy bữa nay á, Ngân chở ba cái hàng bao rồi. Chuyến này thì Ngân cũng không có chở bả đậu nành với lại bắp nữa. Đây, ba cái hàng này là bả đậu nành nè, bắp nè. Mấy cái này là ở dưới hầm mình á, khi mà mình chuyển sang mình chở một cái loại hàng khác là bắt đầu mình quét hầm thì nó còn dư lại nè, bắp nè, bả nè, rồi bên kia là hạt đậu nành gì tùm lum tùm lá hết trơn, một đống ở trước mũi cabin luôn nè. Cái này mà thường á Ngân đi về cái Ngân hay cho ở trên Bắc Hai á, cho gà ăn hoặc là về cho nhím ăn. Ở nhà Ngân
có nuôi mấy chú nhím, mấy cái hàng mà hạt nè, ví dụ như bắp, bả, lúa mì rồi đó, thì mình về mình cho nhím ăn. Đây. Buổi sáng ở Campuchia, ở trên đây á, mùa này sáng ra là nó hơi se se lạnh nha, bắt đầu trưa một cái ha, nắng bể đầu luôn, nắng dữ lắm. Quá chừng ở đây bơm cát quá chừng luôn rồi, để đi tới con quay cho mọi người xem. Mấy chiếc này là sang mạng ha, hai chiếc luôn, ba chiếc tàu luôn ha. Thà Lan về không kịp rồi, có hai cái cần cẩu à. Ở đây có mấy chiếc tàu chuột nè, một chiếc, hai chiếc, một chiếc thì đang sang mạng, sang mạng quặng sắt ở trên Campuchia về nè. Đây chiếc này mới về nữa nè. Còn mình lên trên này thì mình sẽ bắt gặp xà lan cát nè. Đây nguyên một dầm ở đây xà lan cát. Ngay chỗ này thì Ngân thấy có hình như là ba cái xà lan hút, là bốn cái xà lan hút, lần xà lan nổi đậu ở trong bờ nguyên một về 5 chiếc. Bữa nay là cát cam, Ngân thấy xà lan nhiều lắm. Ở đây thì mình chưa có thấy xà lan nhiều đâu, khi mà mình về tới ở dưới biên giới á, thế dưới cửa khẩu á, xà lan cát nhiều lắm. Đây. Trời ơi. Cái này á, Ngân thấy ở trên Campuchia á, thường khi mà người ta hút cát lên á, ngay chỗ này cái máy hút này người ta hút tới hai ống lận, một ống xả hầm mũi và một ống xả hầm lái, mà có tới tận tới 1, 2, 3, 4 cái máy hút như thế này luôn mà hút xà lan không kịp. Wow. Nước nó tràn ra phía bên ngoài luôn. Bây giờ Ngân nghe nói là tình hình cát ở Việt Nam đang phức tạp lắm, nhưng mà cát ở bên Campuchia sang mạng về thì ổn định hơn. Đó. Hai cái máy xả như thế này, hai cái máy bơm lên xả như thế này, mình chỉ có việc dời xà lan thôi, nằm một chỗ trường tới trường lui thôi. Trong kia một cái nữa, ba cái, vậy mà xà lan nổi ở đây đậu tới tận 5 chiếc, ở dưới này một cái nữa. Bây giờ thì mình đã về tới bến rồi đó, xà lan Việt Nam đậu nùi, xà lan Việt Nam đậu quá trời luôn. Ủa lẽ mấy chiếc này là đậu từ hôm bữa đó tới nay luôn hả anh? Quá chừng luôn nè. Mấy chiếc cát bữa bên đây á, Ngân nghe nói là mấy công ty á, người ta kêu bằng, người ta trốn nợ á, đậu ở trên đây một mớ cũng nhiều lắm, mà không biết phải chiếc này không. Có một chiếc nổi đang vô cặp bến nè, chiếc này cặp vô cái mình cặp ngoài luôn. Đó, trên đây có chiếc khẩm nữa, trên đây có mấy chiếc này đậu đây là cũng lâu dữ lắm luôn rồi. Mấy chiếc này về Việt Nam không được nè, cho nên là ta mới đậu ở đây. Ơi chuẩn bị cặp bến thôi. Chiếc xà lan đang cặp ở trong đây nè, mà chiếc này đậu bến hơi cao à, bình thường mình đậu thấp ở dưới, chiếc này ủi cái mũi vô đây hơi cao à. Giờ mình cũng phải đậu ngoài nó thôi chứ đâu có chung vô được, đậu sát vậy luôn sao chung. Vô cặp thôi. Bình thường
thường là mình đậu vách ở dưới này nè, chiếc này đậu múc ở trên luôn. Chắc vô được mà, nước này nó lên rồi. Ở nước dưới đây làm như nó giật xuống rồi vậy ta. Giật xuống nhiều lắm. Giờ mình vô mình cọc luôn. Xà lan này xà lan của An Giang. Có người đậu trong thì mình khỏi lên dây, mình chỉ việc cọc vô thôi. Đất này là khác nữa phải không? Coi chừng cái lái vô trước đó nha. Vô được mà thấy xác trong bờ luôn rồi đó. Mũi trước cho mũi vô cái nữa đi, cái anh ve nó giật ra. Mũi vô nữa đi. Mũi vô đi, lấy ra. Thôi thảy lẹ để văng ra nha, giặt ra liền á. Thảy dây qua buộc lẹ đi chứ nó để giặt ra. Rồi về đi một cộng à. Rồi bây giờ mình đã về tới cửa khẩu rồi. À, chiếc này hôm bữa mình cũng thấy trên Campuchia hình như chở gạch hay sao á, ông xã ngon nói thấy chiếc này chở gạch nè. Bữa đậu phía trong mình á, nó lúc mà ơi nó đậu trong mình đậu ngoài. Bữa nay mình về thì có người đậu ở trong rồi. Mình chỉ kịp cặp ở ngoài thôi, mình không có lên dây. Vậy lẹ ship đồ có, chạy nhanh lắm. Trời ơi, gái tôi giờ này còn ngủ kìa. Vàng tôi giờ này còn ngủ nè. Khóc cái gì con? Đang khóc. Khóc đâu khóc. Cô chú ơi, giờ này Nhâm chưa dậy nổi nè cô chú ơi. Vậy đi con. Chúc mẹ Nhâm đi về nhà rồi. Hết đi Thà Lan với mẹ rồi. Hết đi Thà Lan với mẹ rồi, có buồn không? Hết đi Thà Lan rồi, về nhà rồi. Cái đồ mốt máy lạnh không biết mẹ Nhung bỏ ở đâu rồi nè. Vậy thôi. Cái mặt còn xe ke. Cái mặt còn xe ke nè. Còn ngủ không? Còn ngủ hả con? Nè. Dậy dậy dậy. Ngủ ngon không? Tối con ngủ ngon không? Có ngon không?
Ngon quá. Ôm cái mền này luôn á. Ừ, đây đưa, đây đưa mền đây mẹ xếp nè. Đây mẹ xếp ha. Cái mền này bữa giờ Nhung đắp nè. Hai mẹ con Nhung đắp nè. Mẹ Nhung ra kìa. Vô súc miệng đi con. Đánh răng này cái mặt đi. Rồi hai mẹ con lên đường. Hai mẹ con bắt đầu lên đường thôi. Tạm biệt Hà Lan thôi. Sắp tới sẽ có chuyến hành trình nào nữa không cho Nhung đi với. Đi hoài luôn á. Đi hoài luôn á. Nhâm đi về nha con. Về với ai? Bye bye đi. Đây, mẹ nè. Bye mẹ thơ đi. Đi về có nhớ mẹ không? Hả? Không. Biết mà. Người ông tay áo rồi đó. Hôm qua hỏi có nhớ ba Ngân ông không mà bữa nay hỏi nhớ mẹ ông không rồi đó. Nhớ mẹ thơ không? Không. Hả? Con đi về nhớ mẹ thơ không? Không. Không. Kỳ cục. Bây giờ lên bờ đi. Thôi. Về. Lên bờ đóng đóng bút bo. Hết bò sẵn hết chưa? Mời Mina con nghe. Mẹ con đi lên bờ. Đi thẳng ra trước mũi luôn đi. Giờ là phải cách chiếc xà lan mình mới đi vô trong bờ được. Xa quá hả? Nãy xuống nước chị vậy? Ừ. Sao ẩm? Cái lưng em sao ẩm? Ê Vinh ơi! Lấy cái thang cho chị Nhung ra Vinh ơi! Lên không được rồi. Giờ anh về chơi thanh đó. Còn bước trong nắng này. Ừ. Chuẩn bị lâm bồn rồi ha. Ừ. Sọn ổ rồi đó. Đi lại mẹ kìa con. Thở nào? Mấy nhỏ kia hả? Trời ơi, nhớ chồng dữ lắm rồi. Rồi công chúa đi về rồi đó. Công chúa đi về đó. Bye bye công chúa nha. Cười. Công chúa về rồi hỏi nhớ mẹ không? Không. Nhớ bà Ngân không? Không. Khoảng rồi. Công chúa này khoảng rồi. Mà đi đảo vòng rồi Vinh. Bởi vậy nãy không nói vụ tiền rồi thôi đi về là xong luôn đó. Về nhớ 200. Ừ, 200 ngàn rồi. Nè. Đường bộ rẻ hả? Ừ, biết đâu. Vậy thôi, thôi thôi, về không có tiền đâu thôi. Đi đi đi. Bye bye Nhâm, bye bye Nhâm. Nhâm ngang trước đi con. Bye bye mẹ đi. Về vậy. Về rồi. Bye. Bye. Bye bye. Đi đi luôn. Đi đi làm xa vậy mà bye bye. Thôi vậy bye chưa gặp lại. Bye bye. Rồi đi rồi đó hai mẹ con đi. Trái. Năm trái chuối chiên. Giòn không bà? Giòn không? Ừ. Rồi lấy vậy lấy con 10 trái luôn đi. Ngon quá. Chiên ở đây gì khỏi. Ai cũng thích hết rồi. Đúng. Năm ngàn trái hả? 4 ngàn. Ủa quên 4 ngàn. 10 trái 4. Ừ. Cho con thêm trái phải không? Dạ. Rồi con cắm trái ấy rồi. Không sao còn kẹp kẹp ở trên nữa. Rồi đây. Rồi mua 10 trái chuối chiên tặng trái. Là 11 trái. Rồi dạ. Con cảm ơn. Dạ. Rồi đi. Đi thôi. Sáng giờ á hai chị em Ngân đi chợ mà đi lén ông thuyền trưởng. Ông thuyền trưởng không có cho đi. Ông nói bây giờ ở trên Cam phức tạp quá, sáng không có cho đi chợ. Ngân gần gần Ngân đi luôn. Đây. Sáng là ở trên đây á, mình sợ thôi chứ ở trên Cam Chi người ta đi chợ nhiều dữ lắm.
đông lắm ở trên bờ á, đa phần là dân xà lan đi chợ nhiều, tại vì cái chợ này nhỏ xíu à. Mệt quá, đây đi sách như đây nè, mua được 10 trái chuối chiên, nãy đi tranh thủ đi rồi không có quay video, giờ Ngân về tới xà lan rồi, Ngân chuẩn bị đi vô trong nhà của cái cô ngay chỗ đây nè, đi vô Ngân chặt măng ha. Chuyến rồi Ngân về á, Ngân mua trái mít á, nó bị non, nó không chín, kỳ này cô bù lại trái mít khác. Có chuối già không? Hả? Có chuối già. Lấy chuối già đấy. Đâu? Hả? Chuối già đâu? Lấy chuối. Không phải, chuối già, chuối dài dài á. Ủa, chuối vô hướng hả? Dạ, đúng rồi. Có không? Không có. Không có. Lấy chuối nữa, cho chuối này đi ngon. Lấy hai nải thôi. Vậy hả? Dạ. Ba nải đi. Cô chặt cho nguyên hoài chuối luôn à. Bù vô cho trái mít nè. Một măng. Để con đem dưới con treo lên. Ờ treo lên hay là nào chín cái nào ăn cái nấy. Ờ vô ba xỏ vô. Nó mau chín. Dạ. Đi. Mua nguyên hoài mà. Ờ, 150. Nè, 150, gửi. Bây giờ mít này cho. Bù lại. Ừ, vậy đó. Hoài chuối này 80 ngàn. Ừ, 80 ngàn. Chín nãy, đây 80 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, chín nãy. Ừ, chín nãy. Vừa ăn lớn gì đấy. Vừa ăn không? Ừ. Mấy bữa chín? Mấy bữa chín? Bữa hai đêm chín này. Nó đi ngoài luôn. Chuối đậy ngọt á, ngọt ngấy. Dạ. Này 80 ngàn với này nhiêu vậy nè? 70, 150. 70, 150. Trời ơi, một măng ngon quá. Ừ, măng ngon. Chích liền liền nó ngọt. Ta băng còn đếm cứng rồi. Để qua đêm không ngon. Ừ, không có ngon. Không đâu có ngọt. Ừ. Ừ. Họng, tai. Dạ. Hết rồi. Chiên cá hả? Dạ, chiên cá. Chiên cá phỏng. Chiên cá. Nè, chừng nào cá mình muối á, mình phơi sương sương cho nó khô khô. Nó không, không có... bị văng. Ờ, không có phun lên. Ờ, vậy đó. Mình phơi, dạ. Phơi chút đi. Ờ, chừng nào mình chiên á. Chứ mít này mới cắt luôn hả gì nè? Mới cắt lại đó. Ờ, bị mít nè. Dạ quá. Thấy không? Này cái này có cần phải vú không? Hả? Để gói con hơi một nắng đi hay con lấy bao đẩy lên cho nó ấm ấm mau chín. À. Ừ. Này mình bẻ mới bẻ vậy đó, ba đêm dạ. Ăn được rồi. Cái này hết nón rồi. Hết nón ha. Ờ hết nón rồi. Dạ rồi. Hết nón. Ờ hết nón rồi đó. Ừ, dạ quá. Bên này mua bự. Con thèm, chuyến rồi con thèm mất mít. Ừ. Mà để 5 6 ngày nó không chín. Thôi luôn. Ừ. Con đem ra phơi nắng rồi nhúng nước luôn nó cũng không chín. Ôi. Phơi chút được rồi. Phơi chút được chưa mình gói báo đây lấy bao gói đẩy lên. Dạ. Đẩy lên cho nó ấm mau chín á. Dạ. Ừ, dễ chín. Bỏ cái nó hoài nó vô cái vậy nè. Cái bao đặng em vác đi. Thì con treo lên á lấy bao xỏ vô. À, bột đi, hai đêm nó chín rồi. Thôi con để cho chín từ từ con ăn lay gai. Nó mau chín. Ừ. Nó mau chín ăn không kịp. Ăn không kịp. Mình chiếc cái chiếc hai nãy gói đi. Dạ. Ờ chiếc hai nãy gói ấm ấm nó mau chín, ăn trước. Cái này dạ. Khỏi. Mấy nãy đậy khỏi treo lên. Trái cây bình thiên nhiên. Thiên nhiên trái cây thiên nhiên. À, thiên nhiên không có thuốc, không có phân. Ngày sau em bỏ vô bao em vác luôn. Bỏ bao đi cho không chín mũ nha. Rồi đi lên thôi. Quá xa nắng rồi. Đó. Sáng ngày hai chị em mình đi cũng bội thu ha. À.
một đống này măng với mít luôn với chuối là 150 ngàn. Nhưng mà trái mít này là trái mít cho, không có lấy tiền. Đi về. Nắng quá. Chiếc này người ta chưa có thủ tục, mình có thủ tục trước cho nên là mình đi về trước thôi.